Hãng thời trang Michael Kors vừa công bố lợi nhuận quý 1 tăng mạnh gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái, thưa quý vị, nối tiếp mùa bội thu cuối năm 2013. Thời tiết xấu hồi đầu năm không ngăn trở khách hàng tìm đến các cửa hàng thời trang Michael Kors. Lợi nhuận quý 1 năm 2014 của hãng tăng mạnh 59% so với cùng kỳ năm ngoái, do nhu cầu đối với các dòng đồng hồ và túi xách mới của hãng tăng vọt. Trong quý kết thúc vào ngày 29 tháng 3, hãng đạt lợi nhuận hơn 160 triệu đô la Mỹ, tương đương gần 80 cent một cổ phiếu, tăng từ mức 100 triệu đô la Mỹ của cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu đạt gần 920 triệu đô la, trong khi dự báo của chuyên gia chỉ có 800 triệu đô la. Mức doanh thu và lợi nhuận nối tiếp đã kinh doanh tích cực của Michael Kors của mùa bội thu cuối năm ngoái. Tuy nhiên, Thomson Reuters đưa dự báo quý 2 năm nay, doanh thu của hãng chỉ đạt gần 830 triệu đô la Mỹ do giữa năm không phải là mùa cao điểm của hoạt động mua sắm.